tương giao của kỹ năng số. Hy vọng là sau bài này các bạn có thể là tích thêm cho mình một chút năng lượng, một chút kinh nghiệm, một chút niềm tin để mình vượt qua câu số ý thứ hai của câu 1 trong kỳ thi đại học. Câu này nó không có gì là khó hết á, chỉ có điều là bạn hiểu bản chất, bạn nắm được cách chung để làm những cái bài như thế này là các bạn có thể giải ngay bài này ngay liền ngay và lập tức, đúng không? Không có gì khó, đúng không? Ở đây bạn nhìn cái đề phía dưới, là phía dưới bài giảng nó có cái đề là cho đồ thị hàm số y bằng 2 + 1 2 - 1 chia x trừ 1 có đồ thị là C, đúng không? Tương thằng D có phương trình là y bằng x cộng m, tìm m sao cho đường thẳng D cắt đồ thị C tại hai điểm AB phân biệt sao cho tam giác OAB vuông tại O với O là góc tọa độ. Ở cái bài mà nó có cái thằng cắt tại mấy điểm phân biệt đó thì các bạn phải biết là phải dùng ngay thằng phương trình hoành độ giao giao điểm đó. Nên dùng ngay là phương trình hoành độ giao điểm, nghe chưa? Mới vào mình thấy nó cắt ba điểm phân biệt, hai điểm phân biệt gì đó, mình sẽ xài ngay phương trình hoành độ giao điểm. Mà làm sao cái thằng phương trình hoành độ giao điểm này mà được 0.25 điểm hay sao đó, trong khi cô đó có 1 điểm mà. Bạn cố gắng bạn làm, bạn ngoan lắm rồi bạn làm, bạn sẽ được nửa điểm của bạn đó. Nếu mà không làm được thì bạn sẽ được nửa điểm đấy. Nhờ phương trình hoành độ giao điểm tức cho hai này các bạn bằng nhau, tức là 2 trừ 1 chia cho x trừ 1 bằng 2 bằng x cộng m. Mà phương trình này có điều kiện là x phải khác mẫu mới được, mẫu phải khác khác mẫu thì mới giải quyết được. Với mẫu khác mẫu mình sẽ quy đồng lên, tức là 2 trừ 1 bằng x cộng m nhân với x trừ 1, đúng không? Mình nhân vô và mình đặt lên từ chung, đó là 2 x trừ 1 bằng x nhân x là x bình phương, đúng không? Trừ x cộng m và cộng cho mà trừ y trừ đi 1 trừ m. Trừ x cộng m x và trừ đi m. Rồi đúng rồi. Ở những cái bài như thế này á, bạn đi thi bạn không có mà làm rất là chậm vì thời gian nó rất là nhiều, bạn có thể bạn thừa thời gian nữa. Nên là bạn làm chậm thôi thì bạn có thể là xác suất đúng nó nhiều hơn á. Từ mới chuyển hết thằng này sang đây, tức là gì? X bình phương trừ đi 2x với x là thành trừ 3x, trừ 3x mà cộng mx cũng thành trừ 3, trừ 3x mà cộng cho mx tức là m trừ 3 nhân cho x, đúng không? Trừ tiếp cho này m này với 1 này, m 1 sang đây là thành 1 trừ cộng cho 1 trừ m và nó bằng 0. Bây giờ có nhiều bạn thấy là phương trình bằng mấy? Hả? Bậc 2 rồi. Bậc 2 á, bậc phương trình bậc 2 nó có một điều rất là đặc biệt. Ông VS ông nói, là nếu phương trình bậc 2 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thì x1 nhân x2 nó bằng c chia a và x1 cộng x2 nó bằng trừ v chia a. Ông VS ông nói vậy đó. Nên là giờ mình xài định lý VS theo định lý VS, đúng như là theo ông VS nha, định lý VS vai ở x1 cộng cho x2 nó bằng cái gì đó, và x1 nhân x2 nó bằng cái gì đó, và x1 nhân x2 nó bằng trừ b cho em, tức là 3 trừ m m, và x1 nhân x2 nó bằng là trừ, đó là 1 trừ m bằng c cho a, c a là 1, đúng không? Và bây giờ bạn có nhận xét một điều rất là đặc biệt quan trọng, tức là đường thẳng D nó cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt là A và B. Vậy thì cái phương trình hoành độ giao điểm này có hai nghiệm A và B, có hai nghiệm là x1 nhân 2, vậy x1 nhân 2 đó là hai điểm AB đó các bạn. Được không? Vậy
chia đôi các bạn ra nha. Được chưa? Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình hoành độ giao diện, mình ký hiệu đó là sao đi, phương trình sao, được không bạn? Chữ của mình hơi xấu nhưng mà rất là dễ nhìn. Ôi x2 là hai nghiệm của phương trình này. Vậy điểm AB nó sẽ có tọa độ là như sau. À, B. Đấy. X1 X2 AB nó sẽ tương độ là X1, X2 là hai nghiệm của phương trình. Tại vì AB nó thuộc đường thẳng. Và vậy thì AB là điểm cắt mà, đúng không? Và vì cái nghiệm là điểm cắt tức là nghiệm của phương trình này. À, cái điểm cắt tức là nghiệm phương trình này, đúng không các bạn? Mà đường thẳng D là chứa hai điểm AB đó mới khổ chứ. Chứa hai điểm AB, vậy thì thằng B sẽ đường thẳng là điểm tương độ hoành tương độ của điểm đường thẳng của điểm A và điểm B sẽ viết lại là x1 cộng m và x2 cộng m. Được chưa? Tại vì AB nó thuộc vào đường thẳng D mà các bạn, đúng không? Đúng ạ. AB nó thuộc điểm m. Và vậy thì có thằng thêm ghi thành điểm O đây cho nó đẹp, tức là không, không không. Mà đề bài nó có hỏi lần, nó hỏi là các hai điểm AB số tính tan giác OAB nó vuông tại O. Mà nó vuông tại O thì mình biết tam giác này, tam giác này O này, A này, B này. OAB là vuông tại O thì biết ngay là OA nó vuông góc với O, OB. Mà OA vuông với OB thì vector OA nhân vô hướng với vector OB nó bằng không. Dạ. Vậy sáng thì đây, cái này đi, là mình có là OA bằng gì? Một cái này OA và OB. OA nó bằng A trừ O. A trừ O tức là tung trừ tung và hoành trừ hoành. M X2 cũng phải X2 cộng cho em. Được chưa? Tung trừ tung của hoành trừ hoành, lấy lần sau trừ lần trước. Cái này rất quan trọng. Vì tam giác này này OAB nó vuông góc tại. Thế thì bạn đừng ký hiệu, đừng có ghi tắt như vậy nha, mất điểm à. Mà là trình bày là được, ok. Đấy, O tại O. Thì OA mà nhân vô hướng với OB đó là không, đó là không. Mà nhân vô hướng thì sao? Lấy tung nhân tung cộng hoành nhân hoành, x1 nhân x2 cộng với x1 cộng m nhân x2 cộng m bằng không. Được chưa? Mà bây giờ bạn biết này, x1 x2 biết là nó bằng mấy vậy? Một chia m. Vậy cái thằng cụm này mình chưa biến đổi nó ra thành x1 nhân x2, x1 hoặc x2 được, nên là mình phải biến đổi. Biến đổi nó như sau: x1 x2 để nguyên cộng với, bạn nhân vô này, nhân phân phối này, x1 m của khoan x1 nhân x2 bây giờ cộng với x1 nhân x2. Đấy, cộng x1 nhân m cộng x2 nhân m tức là gì? Cộng với m x1 cộng với x2 và cuối cùng là cộng thêm m bị bình phương và nó bằng không. Nên đơn giản thêm bước nữa thôi, là hai thằng này cộng với nhau nó bằng là 2 lần x1 nhân x2. Bạn đi thi là làm càng chậm thì càng tốt, cộng với x2 m bình phương là bằng không. Và đây đặc biệt bạn không thể tìm viết nhát được. Bạn định hướng cách làm, bạn định hướng cách làm, bạn có thể là bạn viết luôn trong bài, nhưng mà định hướng phải định hướng là nhé, chứ đừng có định hướng vào trong bài làm mà chép vô luôn, là các bạn nếu mà lỡ có sai á kinh khủng, bài kinh khủng lắm, được không? Rồi bây giờ mình sẽ thay cái chiếc bạn mình tìm được ứng ấy vào đây, từ cái thằng này vào đây, từ này vào đây,
hai lần này, được không? Hai lần mà x1 lên 2 là 1 trừ m cộng cho m mở ngoặc 3 trừ m là x1 cộng với 2 mà cộng cho m bình phương là không. Và ký hiệu đây là phương trình 1. Giờ tôi bôi bảng hết phần bên này đi nha. Rồi, ký hiệu phương trình đó là phương trình 1. Bây giờ mình có nhiệm vụ là mình giải phương trình 1 và tìm m, thì m đó chính là cái kết quả của bài toán. Kết quả bài toán bây giờ như này. Nhân vô nha, tức là 2 nhân 1 là. Giờ mình sẽ từ phương trình 1 mình suy ra. Suy ra được gì? Nhân vô nha, 2 nhân 1 là 2 trừ đi 2m, nhìn nó đó, cộng cho 3m trừ m bình cộng m bình là nó bằng bằng 0. Hai thằng này gạch gạch tại vì nó trừ nhịp tiêu nhau rồi, tương đương với gì? M bằng trừ 2. Vậy m bằng trừ 2 thì tam giác OAB vuông tại O, và đây là kết quả cuối cùng của bài toán, đúng không các bạn? Sau bài này hy vọng các bạn sẽ đúc kết cho mình thêm một kinh nghiệm nữa để giải những cái bài tập như thế này. Bạn biết cái khúc nào mà chắc ăn thì bạn làm vô thì chắc chắn phần đó bạn sẽ có điểm, không nhiều thì ít, không mà có một điểm mà bạn lấy từng phần không đến 25 rồi, và đây là hai lần thì được nửa điểm, như vậy cũng gọi là đáng kể các bạn. Và bài giảng của tôi đến đây là hết, mong các bạn ủng hộ trong web thapapweb.net, và hy vọng là bạn sẽ giới thiệu cho bạn của bạn cùng xem và ủng hộ cho tôi, cho các bạn này.